Với tình cảm yêu mến của nhân dân thành phố Kawasaki, Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam, trong 10 năm qua, chương trình hợp tác viện trợ xe đạp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, thành phố Kawasaki đã trao cơ hội cho hơn 10.000 trẻ em nghèo tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được đến trường bằng xe đạp. Trong một lần đến Việt Nam, ông Miyahara Haruo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam thành phố Kawasaki, đã trò chuyện với các bạn nhỏ. Khi ông Miyahara Haruo hỏi điều ước của một em nhỏ, thì được em chia sẻ chỉ mong có một chiếc xe đạp để rút ngắn thời gian đến trường. Thế là trong hơn 10 năm qua, Miyahara Haruo và các bạn tình nguyện viên đã bền bỉ vận động lắp ráp và vận chuyển xe đạp đến tận tay trẻ em nghèo Việt Nam. Cụ thể, chương trình đã trao gần 8.000 xe đạp cho học sinh nghèo tại thành phố Đà Nẵng và hơn 3.000 xe đạp cho học sinh tại tỉnh Quảng Nam trị giá hơn 20 tỷ đồng. Hơn 10 năm qua, chương trình đã giúp nhiều học sinh có thêm thời gian học tập nhờ rút ngắn thời gian đến trường. Phần lớn học sinh tiếp nhận xe đạp đã vượt lên hoàn cảnh học tập tốt. Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm chương trình hợp tác viện trợ xe đạp vào chiều ngày 22 tháng 8 năm 2013, chương trình đã trao thêm 200 xe đạp cho học sinh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hội Kawasaki cũng cam kết trong giai đoạn 2012-2015 sẽ hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người nghèo, khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.